Do thành tích của Juventus quá kém, Ronaldo nếu vẫn còn tham vọng chinh phục đỉnh cao, mái nhà xưa Old Trafford không phải là một ý tưởng tồi. Dù với bất cứ lý do gì, phong độ hiện tại của Juventus không thể đổ lỗi cho Ronaldo yếu kém. CR7 dù đã 36 tuổi nhưng vẫn là đầu tàu của đội bóng, lĩnh trọng trách làm bàn và luôn làm tốt. Đáng tiếc, bà đầm già 3 năm qua không vô địch nổi Champions League và chuẩn bị mất nốt Serie A vào tay Inter Milan. Tương lai của CR7 luôn là câu hỏi thường trực tại sân Allianz lúc này. Trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Mặc dù thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo là tại Real Madrid, nhưng không thể phủ nhận những năm tháng thi đấu trong màu áo Manchester United cũng đã mang đến cho siêu sao người Bồ Đào Nha rất nhiều thứ, từ danh hiệu tập thể cho đến danh vọng cá nhân. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn đỉnh cao của CR7 khi anh còn thuộc hàng ngũ của những chú quỷ đỏ thành Manchester nhé. Đón tiếp đối thủ tầm trung Wigan, Cristiano Ronaldo khi đó vẫn đang trên con đường dần khẳng định được tầm vóc của mình, đã có pha mở tài khoản bằng cú đánh đầu cực mạnh vào góc cao khung thành ngay sau khi được vào sân từ ghế dự bị. Tiếp đà hưng phấn, anh Bảy được tín nhiệm thực hiện quả penalty tiếp sau đó. Tuy không thực hiện thành công trong cú dứt điểm đầu tiên, nhưng cú đá bồi rất nhanh sau đó đã giúp cho anh Bảy có cho mình một cú đúp chóng vánh. Đây có lẽ là một trong những cú đá phạt được liệt vào hàng kinh điển trong lịch sử ngoại hạng Anh. Với dáng lấy đà đã trở thành thương hiệu của mình, Ronaldo đã có một cú dứt điểm theo kiểu phong cách knuckleball phải nói là hoàn hảo. Bóng đi cực xoáy với một quỹ đạo không tưởng khiến cho quyết định đứng yên nhìn bóng bay vào lưới của thủ thành đối phương lại là một điều đúng đắn nhất quả đất. Bởi vì đơn giản, người gác đền tội nghiệp kia có bay người hết cỡ thì cũng chẳng thể ngăn cản nổi siêu phẩm của CR7. Lại thêm một nạn nhân nữa của Cristiano Ronaldo với tuyệt chiêu knuckleball phải chôn chân đứng nhìn mảnh lưới của mình bị xé nát. Từ khoảng cách hơn 30m, số 7 của Man United vẫn quyết định liều ăn nhiều khi tung một cú sút trái phá. Và bạn muốn biết pha đóng gạch của Ronaldo mạnh đến cỡ nào ư? Hãy nhìn hàng rào đội bạn còn không dám nhảy lên đỡ, hay cách chàng thủ môn còn chẳng có nổi một sự phản ứng là sẽ thấy rõ độ khủng khiếp của tình huống sút phạt hàng rào này của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trước khi có một Cristiano Ronaldo đáng sợ trong việc đồ sát manh lưới của mọi đối thủ, chúng ta cũng đã được chứng kiến một chàng trai trẻ với lối đá vô cùng điệu đà và có phần trẩu tre, múa may quay cuồng đến chóng hết cả mặt. Vâng, anh rô điệu nhà ta, thời còn là viên ngọc đang được Sir Alex Ferguson mài dũa, cũng đã không ít lần làm lố. Điển hình như pha kiến tạo theo kiểu Rabona này, à thì nó cũng hiệu quả đấy. Cơ mà đáng tiếc cú lắc đầu cuối cùng của Ruud van Nistelrooy lại đi trật khung thành trong gang tấc, cho nên vẫn bị tính là màu mè anh giai ạ. Thôi thì nãy giờ toàn nói về những tình huống có vẻ vô thưởng vô phạt, thì bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với món đặc sản mà anh Bảy nhà ta thích nhất, đó là ghi bàn thôi nào. Một cú bật cao đánh đầu quen thuộc của CR7 đã khiến cho dù trong khung gỗ của đối phương có thêm cả một cầu thủ đứng chắn cùng thủ môn bên phía Blackburn đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng vẫn là một bàn thắng đẳng cấp dành cho siêu sao Bồ Đào Nha. Và chỉ mất có đúng 2 phút sau đó, vẫn là Ronaldo với cú ra chân rất nhanh tạo ra một đường chéo xuyên thẳng mảnh lưới của Blackburn một lần nữa, khiến cho các cổ động viên của đội bóng áo trắng xanh có một đêm ác mộng và không thể quên cái tên của CR7 khi mà anh nhà đã lập cú đúp chỉ trong vỏn vẹn có 2 phút.
Mấy ông đừng có thấy anh Bảy thời còn ở MU thích rang lạc mà nghĩ đây chỉ là một kẻ ích kỷ cá nhân đấy nhé. Cứ nhìn những pha kiến tạo như đặt bóng vào chân đồng đội, điển hình là cú vẫy má ngoài mượt không tì vết này của Ronaldo đặt thẳng đồng đội vào tình huống đối mặt với thủ môn đối phương để thấy khả năng phối hợp của cựu sao Real Madrid cũng phải gọi là mướt mượt mượt luôn. Trong dịp được trở về Bồ Đào Nha để đối đầu với đại diện cố hương Benfica, Cristiano Ronaldo đã tạo ra một kỷ lục cũng rất dì và nầy nọ khi thực hiện thành công 14 pha rê bóng vượt qua đối thủ. Nên nhớ, thời điểm làm được điều phi thường thành nhà vô địch Euro 2016 mới chỉ là một tài năng trẻ tại nhà hát của những giấc mơ, chứ chưa đạt đến tầm vóc vĩ đại như bây giờ. Thực sự khủng khiếp với độ kỹ viện của CR7 ngày hôm đó. Nào ông nào còn bảo Cristiano Ronaldo chỉ biết thi đấu cho cá nhân mình thì xin mời bước ra đây xem nào. Tôi cho các ông xem luôn ba đường kiến tạo ảo tung chảo của anh Bảy chỉ trong một trận đấu với Aston Villa. Lập được hat-trick trong một trận đấu đã khó, đằng này lại là hat-trick kiến tạo mà pha nào pha nấy đều thuộc hàng siêu phẩm chuyền bóng thế này. Bảo sao Sir Alex Ferguson không cưng cậu học trò cá tính này cho được. Mới chỉ 19 tuổi và đang kế thừa chiếc áo số 7 mà huyền thoại David Beckham để lại. Nhưng bản lĩnh của Ronaldo đã bộc lộ từ rất sớm và thước đo cho sự bản lĩnh đó của CR7 không còn gì hợp lý hơn khi được đặt vào màn thể hiện với đại kình địch Liverpool. Và cậu con trai cưng của huấn luyện viên Ferguson đã có một show diễn làm nức lòng người hâm mộ thành man. Hết rê bóng, kiến tạo cơ hội, dứt điểm làm chao đảo khung thành The Cop, Ronaldo đã khiến cho hàng thủ của Phượng Hoàng Đỏ phải thở hổn hển trong suốt 90 phút. Đó là sức mạnh của tuổi trẻ đó các bác. Nếu cả nhà mình đều là những người thực dụng, thích giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, thì một chàng trai điệu đà như Ronaldo cũng sẵn sàng hóa đôi chân cứng như kim cương để phục vụ. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng những cú đại bác tầm xa đơn giản là không thể cản phá của anh Bảy để xem khi Ronaldo đã bật mốt sát thủ thì những anh chàng thủ môn tội nghiệp này sẽ bị bón hành xót xa như thế nào. Trong mùa 2008, thành công rực rỡ của thế hệ vàng Manchester United, đỉnh cao là chức vô địch Champions League. Cristiano Ronaldo chính là cái tên sáng chói nhất. Dù cho chơi ở vị trí tiền vệ cánh trong sơ đồ 4-4-2 tủ của ngài Ferguson, nhưng siêu sao người Bồ đã ghi liền một mạch 42 bàn thắng, tạo thành cơn ác mộng thực sự đối với mọi đối thủ khi phải đối đầu với MU.
Vừa rồi là những màn trình diễn đỉnh cao cùng những kỷ lục của Cristiano Ronaldo trong màu áo Manchester United. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.